Với sự phát triển vượt bậc của xã hội, chỉ dựa vào sức lao động của con người không thể đáp ứng đủ nhu cầu cung ứng các sản phẩm phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Đặc biệt ở các ngành nghề thủ công, chế biến, sản xuất gỗ. Để giải quyết vấn đề này, hàng loạt các sản phẩm máy móc với công nghệ hiện đại mang lại hiệu suất công việc cao được đưa ra thị trường. Với các doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất, gia dụng, các sản phẩm này như một cánh tay đắc lực không thể thiếu, nổi bật trong số đó là dòng máy dán cạnh 6 chức năng SM360. Đây là loại máy dùng để dán cạnh được vận hành tự động với công nghệ hiện đại. Dùng để ép chỉ vào mặt cạnh đã được gia công với mục đích làm cho bề mặt gỗ được hoàn thiện và tinh xảo hơn về mặt thẩm mỹ. Đồng thời giúp sản phẩm đảm bảo được chất lượng, dễ dàng thu hút người tiêu dùng, cải thiện mức giá, tính cạnh tranh so với các sản phẩm khác. Đối với ngành gỗ nội thất, sản xuất đồ gia dụng hiện nay, độ tinh xảo của sản phẩm ngày càng được chú trọng hơn bao giờ hết nhờ máy dán cạnh. Chính vì thế trên thị trường cũng xuất hiện nhiều dòng máy với những tính năng, chất lượng khác nhau. Máy dán cạnh 6 chức năng SM360 là dòng máy dán cạnh hiện đại, với những tính năng vô cùng nổi bật đặc biệt là tích hợp 6 chức năng. Lăn keo, ép nẹp, cắt chỉ đầu đuôi, xén cạnh trên dưới, cạo keo trên dưới, đánh bóng. Bên cạnh những tính năng nêu trên SM360 còn mang đến ấn tượng với công nghệ hiện đại cùng động cơ, linh kiện nhập khẩu, sử dụng linh kiện chất lượng cao, biến tần Delta, thiết bị điện Siemens, màn hình làm việc cảm ứng, người dùng thao tác nhanh chóng chỉ với vài bức chạm. Không ai có thể phủ nhận độ hữu dụng hiệu quả và năng suất của dòng máy dán cạnh 6 chức năng SM360 mang lại. Không chỉ giúp gia công được nhiều mặt hàng, sản phẩm mà còn tiết kiệm được thời gian sản xuất khi nó có thể vận hành 24 trên 24. Với năng suất hoạt động cao nhưng SM360 luôn đảm bảo được độ tinh xảo của sản phẩm. Sau khi qua xử lý không chỉ mang đến sự hoàn thiện về mặt thẩm mỹ mà còn luôn đồng bộ về chất lượng đầu ra. Các sản phẩm được dán chỉ mịn, đều đẹp, tiết kiệm lượng lớn keo và chỉ so với dán cạnh thủ công. Có thể nói dòng sản phẩm máy dán cạnh 6 chức năng SM360 là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp. Không chỉ bởi giá thành tốt, tiết kiệm thời gian, nhân công mà còn bởi chất lượng và giá trị sản phẩm nó mang lại. SM360 sự lựa chọn thông minh, giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ.